Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về chim đi Sony model là TA-DA5300S. Đây là dòng âm đi đời mới tích hợp các công nghệ mới để tối ưu hóa chất lượng âm thanh và hình ảnh. Về phần âm thanh, đối với chim đi Sony DA5300S thì nó sử dụng những linh kiện cao cấp để giúp tản nhiệt hiệu quả, công suất lớn trong khi vẫn duy trì chất lượng âm thanh chính xác. Và máy về thì trong tình trạng đẹp long lanh, toàn bộ mặt trước được thiết kế là màu trắng rất là đẹp và nó sẽ kèm theo một cái kiện phụ kiện của Sony có thể chỉnh full được các chức năng của máy. Và một điểm nổi bật của dòng Sony 5300S đó là công suất đầu ra mạnh mẽ lên tới là 150W một kênh và những điều cho 7 kênh ở loa 6 ohm giúp tái tạo âm thanh sống động và mạnh mẽ. Dòng âm đi Sony 5300 cũng tích hợp nhiều công nghệ âm thanh tiên tiến như là Dolby, QHD, DTS, Master Audio và nó sẽ hỗ trợ 6 cổng HDMI và 1 cổng ra. Và nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều nguồn vào cho chúng ta có thể kết nối nhiều thiết bị nha. Và ngoài ra nó vẫn hỗ trợ các định dạng đa kênh như là Dolby, QHD, DTS, Master Audio. Ngoài cổng HDMI thì nó sẽ có hỗ trợ thêm cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc trực tiếp từ Smart TV và cổng analog ta có thể chơi nhạc từ đầu đĩa. Và trong này thì nó sẽ cho phép chúng ta chơi nhiều chế độ nghe khác nhau nha. Chế độ Stereo nè, hai kênh Direct hoặc là chế độ AFD, anh em có thể chọn để nghe nhạc bằng tất cả kênh loa khá là hay để chúng ta không lãng phí bất kỳ một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Đây là một bước cải tiến của dòng Sony 5300. Những cái thế hệ trước đó thì nó sẽ không có cái chế độ là multi stereo, anh em chỉ việc nhấn AFD nhiều lần, đây là AFD multi stereo, ta sẽ có thể nghe nhạc bằng tất cả kênh loa với thiết kế công suất là 150W và loa 6 ohm và những điều cho tất cả các kênh khá là hay nha. Với dòng Sony 5300S này thì nó sử dụng chip giải mã DAC 24bit S Master Pro của hãng Sony. Đây là một trong những công nghệ giải mã âm thanh kỹ thuật số tiên tiến của hãng Sony và đã được áp dụng cho nhiều cái thiết bị cao cấp của hãng. Và nó sẽ giúp cho âm thanh sạch sẽ và chi tiết nhất. Và với cổng Real thì anh em có thể sử dụng chim đi này để làm bộ giải mã DAC ngon bộ rẻ trong tầm giá nha. Và đây là nút tone mode nha, anh em có thể nhấn vào để mà có thể chỉnh bass chép riêng biệt từng kênh luôn. Bass chép cho center nè, bass chép cho surround nè, bắt chép cho phong nha, đầy đủ luôn, ta có thể phối ghép tùy ý nha. Và cái volume từng cái loa đây. Và đặc biệt là dòng Sony DA5300S thì nó sẽ hỗ trợ cái trở kháng loa rất là rộng nha, từ 4 ohm cho tới 16 ohm không kén loa. Về kích thước của máy, chiều ngang tiêu chuẩn là 430mm và chiều cao của nó là 175mm, chiều sâu là 430mm, trọng lượng của nó là 17kg. Chất âm của những dòng Sony nội địa Nhật rất là hay nha anh em. Thiết kế rất là khủng nha, đặc ruột luôn. Rất là chuẩn. Bass chép lực chép rất là sáng tiếng. Và sau đây thì em sẽ test chất âm của chim đi Sony với cái cổng vào HDMI tín hiệu từ một cái nguồn phát HD từ bên ngoài nha. Và cổng TV đó là cổng quang tín hiệu từ Smart TV xuống. Cổng CD là cổng analog. Thì đây trong tay không tìm. AFD là hai loa phong nha và hai loa surround. Hai loa sạc ra bác. Và loa center. Mi là gì? Rồi ai cũng sẽ trở về cả. Và như vậy là tất cả kênh loa hoạt động ok.
đây là cổng HDMI in, anh em có thể lấy tín hiệu từ một cái đầu phát HD đầu đĩa nha. Và đây là out xuất sàn TV, cổng quang tín hiệu từ Smart TV và cổng analog cho nhà từ đầu đĩa. Và đây là cái khu vực real, nếu như chúng ta muốn sử dụng để làm giao mã DAC thì đây sẽ có cổng real không nha. Hoạt động ok tất cả mọi chức năng HDMI, cổng quang, cổng analog, cổng tất cả các cổng ra loa nha. Trợ gắn loa từ 4 ohm cho tới 16 ohm nha. Khi mà đánh loa A hoặc là B tối thiểu là 4 ohm, và khi mà đánh loa A cộng B có thể chơi được từ 8 ohm, 16 ohm, và ta có thể chơi cùng lúc là AB luôn nha. Tối thiểu là 8 ohm một loa. Máy về trong tình trạng đẹp long lanh nha. Ở đây nó bị sờn do vận chuyển thôi nha. Còn lại tổng thể rất là đẹp. Máy đẹp long lanh và mặt trắng nha. Cấu hình khủng luôn, điện áp 100V và công suất nó là 300W. Với chiếc đi Sony DA5300MS, mặt phay nhôm màu bạc trắng đẹp long lanh, công suất 300W, hỗ trợ kết nối HDMI, kết nối cộng quang, anh em có thể chơi nhạc phim chất lượng cao từ nguồn phát HD từ bên ngoài. Và ngoài ra với cổng real thì anh em có thể sử dụng để làm giả mã DAC 24bit combo rack trong tập giá. Và ta vẫn có thể lắp thêm văn số vào để chơi karaoke tốt. Với chiếc đi Sony DA5300MS thì em sẽ bán với giá là 4.500.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.